giỏi quá, ba mẹ mà biết chắc vui lắm đây. Vì các bạn đều đạt điểm giỏi nên hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một nơi thật đặc biệt. Thật hả chú cô? Đó là đâu vậy? Bí mật, đi theo mình rồi biết. Đảm bảo các bạn sẽ thích nơi này. Nhưng trước khi đi, chị May và các bạn đeo chiếc vòng cổ này vào đi. Đi thôi. Ủa, mình đang ở dưới nước hay chưa cô? Mau nín thở lại, kẻo bị ngộp nước bây giờ. Ủa, mình thở được bình thường mà ta, đâu cần nín làm gì đâu. Wow, thật kỳ diệu. Không phải tự nhiên mà các bạn thở được dưới nước đâu. Đó là nhờ vòng cổ tiên cá khi nãy mình đưa cho các bạn đeo đó. Vòng cổ này sẽ giúp các bạn thở và sống dưới nước bình thường như loài cá. Có vòng cổ tiên cá này thì tụi mình tha hồ khám phá đại dương, phải không chú cô? Đúng rồi, mình đã hứa sẽ dẫn các bạn đến nơi thật đặc biệt mà, nên cứ từ từ đi theo mình hen. Nhớ giữ thật kỹ vòng cổ tiên cá, nếu mất nó các bạn sẽ không thở được đâu đó. Mình hiểu rồi. Đi theo mình. Giới thiệu với các bạn, đây chính là rạn san hô xinh đẹp của đại dương. Đẹp quá. Nhìn rạn san hô, nhiều hình dạng, màu sắc thiệt đẹp. Đẹp quá. Cảm ơn cho cô nhiều. Lần đầu tiên chị ngắm được cả rạn san hô đầy màu sắc và sống động như vậy. Mình phải bẻ một ít san hô về khoe với ba mẹ mới được. Được đó. Mình cũng muốn lấy san hô về trang trí trong hồ cá cho đẹp. Còn mình sẽ đặt một nhánh san hô ngay bàn học luôn. Các em không được làm tổn hại đến san hô. Ủa, sao vậy chị May? Dưới biển có cả rừng san hô như vậy, em bẻ một nhánh chút xíu có sao đâu. Tom nói đúng đó chị May. Lâu lắm chú cô mới dẫn tụi em khám phá đại dương, phải có cái gì làm lưu niệm chứ. Nhưng tụi em có biết, chỉ cần tụi em chạm tay vào cũng rất dễ làm chết san hô hay không? Chị không dọa tụi em chứ chị May? Mấy bạn đừng tin chị May. Bạn coi nè, san hô nhìn cứng cáp và nhiều nhánh như vậy, sao mà dễ hư hại hay chết đi được. Chị May nói đúng đó Tôm. San hô là sinh vật sống, được bao bọc bởi một lớp màng polyp rất mỏng và dễ dở khi chạm vào. Khi lớp màng bị đâm thủng, san hô dễ bị tấn công bởi các loài ký sinh. Thì ra là vậy. Nhìn san hô bên ngoài cứng cáp vậy thôi, nhưng chúng là những sinh vật rất nhạy cảm. Từ yếu tố nhỏ như nhiệt độ nước thay đổi, tiếp xúc quá mức với tia nắng mặt trời hoặc sóng mạnh đều có thể giết chết chúng. Chuyến đi hôm nay thật tuyệt vời. Nhờ chú cô và chị May mà mình mới biết được kiến thức bổ ích về san hô như vậy á. Nhưng tiếc là không có gì mang về làm kỷ niệm hết. À, mình có ý này. Tuy không được bẻ san hô về nhà, nhưng chúng ta có thể chụp một tấm hình chung với chúng được mà. Mình có mang theo máy chụp hình dưới nước nè. Được đó, mình sẽ đặt tấm hình ngay bàn học luôn. Mình cũng vậy. Chuẩn bị nào. 3, 2, 1. Thôi bọn khỉ, tao có một kế hoạch vĩ đại phải triển khai trước mới được.